Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và chúc Tết tại Hòa Bình. Hòa Bình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Nhiều khả năng không còn ai sống sót trong vụ rơi máy bay ở Nepal, trong khi hộp đen của máy bay đã được tìm thấy. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 16 tháng 1, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thăm chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách, người có uy tín, hộ nghèo và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến đặt vòng hoa và thắp hương tại đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đà Bắc, bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho gia đình người có uy tín, ông Triệu Văn Minh ở xóm Roi và gia đình chính sách ông Sa Hồng Thắng ở xóm Mái, xã Hiền Lương. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những đóng góp của các gia đình chính sách, người có uy tín đối với đất nước và bày tỏ mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Gặp mặt chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Hiền Lương, xã Vùng Hồ Sông Đà thuộc huyện vùng cao Đà Bắc, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên 21%. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã chúc mừng và biểu dương những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Hiền Lương trong những năm qua đã đoàn kết, cố gắng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan tâm đến gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong các dịp lễ Tết, là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương các cấp tỉnh Hòa Bình tiếp tục huy động các nguồn lực, làm tốt hơn công tác an sinh để mọi người dân đều có Tết. Cũng hết sức phấn khởi vui mừng về cái kết quả toàn diện của xã trên nhiều mặt. Đặc biệt là cái lĩnh vực chăm lo đời sống cho bà con, rồi cũng tích cực tìm hướng phát triển kinh tế, rồi nội bộ thì đoàn kết công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể và các an ninh trật tự, rồi cũng như các mặt công tác là đều đảm bảo. Và chúng ta cơ bản là đạt những cái chuẩn về phấn đấu để đạt những cái chuẩn tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo theo cái tiêu chuẩn mới. Qua con số chúng tôi cũng rất ấn tượng, nhưng cũng nghĩ ra nhiều chuyện, thấy là Đảng, Nhà nước còn phải tiếp tục quan tâm. Nhiệm kỳ nào, đoàn đại biểu Hòa Bình cũng nêu lên những vấn đề về phát triển của dân lòng hồ. Đảng, Nhà nước về cơ bản và phần lớn đã giải quyết tốt cái chính sách này, ổn định cuộc sống cho dân, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tập trung đầu tư các chương trình hỗ trợ trực tiếp là chế độ an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, rồi các cái hoạt động khác, rồi học phí, rồi bên cạnh đó là hỗ trợ gián tiếp là thông qua trực tiếp là đầu tư rất lớn vào cơ sở hạ tầng. Đảng, Nhà nước đã quyết tâm và sẽ tiếp tục phải giải quyết những tồn đọng và tiếp tục đầu tư hơn nữa. Hôm nay thì cũng là có dịp về với bà con thì tôi thấy là cái văn hóa của bà con các dân tộc nó hết sức đa dạng và phong phú. Văn hóa người Mường, văn hóa người Tày, văn hóa người... nó là phong phú và đa dạng. Mà chính đây là một, nếu mà nói ra là cái nền tảng hàng ngàn đời nay. Và đứng về mặt kinh tế tức là nguồn lực để phát triển. Cho nên từng bước chúng ta phát triển văn hóa, chúng ta để cho nhiều người biết đến văn hóa, nhưng mà chúng ta phải giữ gìn bản sắc văn hóa. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao 50 suất quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 20 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó thuộc xã Hiền Lương, trao 200 triệu đồng cho quỹ khuyến học và 50 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo huyện Đà Bắc.
đến thăm chúc Tết trao 55 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc công ty thủy điện Hòa Bình và khu công nghiệp Bờ Trái sông Đà, thành phố Hòa Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương những kết quả mà các đơn vị đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị cán bộ, công nhân viên và người lao động công ty thủy điện Hòa Bình tiếp tục phát huy vai trò là công trình trọng điểm của quốc gia. Các doanh nghiệp khu công nghiệp Bờ Trái sông Đà tiếp tục đầu tư và phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu tích cực của tỉnh Hòa Bình hướng vào công nghiệp, lĩnh vực du lịch, dịch vụ, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc Tết đến các doanh nghiệp, người lao động và gia đình chuẩn bị bước sang năm mới Quý Mão 2023, sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực đạt được trong năm 2022. Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến thắp hương tại đài tưởng niệm những người hy sinh vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc trên công trình xây dựng Thủy điện Hòa Bình. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà các cán bộ y bác sĩ và bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những nỗ lực và đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ y bác sĩ trong tỉnh nói chung và Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập thể đơn vị tiếp tục đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, chăm sóc tốt cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, bố trí nhân lực vật lực để xử lý các tình huống có thể xảy ra dịp Tết Nguyên đán 2023. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đề nghị các y bác sĩ tích cực điều trị để các bệnh nhi sớm bình phục. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 16 tháng 1, Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa do ông Hoàng Minh Tiến, Giám mục chính Tòa Giáo phận Hưng Hóa làm trưởng đoàn, đã đến chúc Tết Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, Giám mục chính Tòa Hoàng Minh Tiến gửi lời chúc mừng năm mới an lành, đạt nhiều thắng lợi mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh đối với các hoạt động của Giáo phận Hưng Hóa, bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Công Sứ đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, tình hình tôn giáo và những đóng góp tích cực của bà con giáo dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong hơn 2 năm qua. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời chúc tới Giám mục chính tòa cùng các linh mục, bà con giáo dân trong Giáo phận Hưng Hóa đón một mùa xuân mới vui tươi, an lành và hạnh phúc. Giám mục với uy tín, vị trí, vai trò của mình tiếp tục động viên các linh mục, bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, cùng chung tay xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển. Ngày 16 tháng 1, tại huyện Cao Phong, đoàn công tác của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã làm việc với tỉnh Hòa Bình về công tác chuẩn bị việc tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023. Làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo kế hoạch, lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 của Trung ương Đoàn được tổ chức tại xã Thạch Yên, huyện Cao Phong vào ngày 28 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 7 Tết Quý Mão. Tại lễ phát động sẽ trồng khoảng 30.000 cây các loại, ngoài ra còn tổ chức một số hoạt động hưởng ứng khác. Công tác chuẩn bị cho Tết trồng cây đang được Đoàn Thanh niên tỉnh tích cực phối hợp với các sở ngành, các đơn vị, Ủy ban Nhân dân huyện Cao Phong thực hiện nhằm đảm bảo theo tiến độ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình theo kế hoạch phân công để tổng hợp cho tỉnh đoàn, đồng thời tăng cường công tác phối hợp đảm bảo trang trọng thiết thực, phù hợp với tập quán địa phương. Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Trung ương Đoàn và tỉnh đoàn tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm lan tỏa phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong đoàn viên thanh niên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xây dựng chương trình lễ phát động Tết trồng cây và các chương trình hưởng ứng đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Sau buổi làm việc, các đại biểu đã khảo sát, kiểm tra hiện trường lễ phát động, các địa điểm trồng cây và tổng duyệt các nội dung triển khai tại lễ phát động Tết trồng cây.
Ngày 16 tháng 1, đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023. Đối với hoạt động vận tải đường bộ, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số 265 doanh nghiệp hợp tác xã và hàng trăm hộ kinh doanh cá thể tham gia vào hoạt động kinh doanh vận tải với 2.408 phương tiện kinh doanh. Toàn tỉnh có 13 bến xe khách, trong đó bến xe khách trung tâm Hòa Bình đạt loại 4. Trong lĩnh vực hoạt động vận tải đường thủy, toàn tỉnh có 20 cảng bến thủy nội địa với 1.296 phương tiện đường thủy nội địa, trong đó có 260 phương tiện vận tải khách hoạt động chủ yếu trên vùng Hồ Hòa Bình. Các đơn vị cơ bản đã có những phương án phục vụ Tết. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, dịp Tết Nguyên đán và dịp mùa lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023, các hoạt động vận tải hàng hóa, vận tải khách du lịch sẽ tăng lên. Các ngành chức năng, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, lưu ý tuyên truyền người dân bảo vệ cảnh quan môi trường xung quanh khu vực bến cảng Bích Hạ, Thung Nai và các điểm văn hóa tâm linh trên vùng hồ. Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra các quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện khi hoạt động trên lòng hồ. Đối với người điều khiển phương tiện phải có chứng chỉ chuyên môn, không sử dụng rượu bia và không chở quá tải trọng theo quy định. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Kể từ ngày 9 tháng 1 năm 2023, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2801S thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã tạm thời dừng hoạt động do thiếu nhân lực. Nguyên nhân là do giám đốc, phó giám đốc và các đăng kiểm viên của trung tâm đang được cơ quan điều tra công an tỉnh mời lên làm việc, phục vụ công tác điều tra. Đây là đơn vị kiểm định xe ô tô duy nhất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Dự báo số lượng phương tiện đến thời hạn kiểm định trên địa bàn tỉnh trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023 khoảng 3.000 phương tiện. Việc không thực hiện kiểm định kịp thời sẽ gây rất nhiều khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông đối với các phương tiện không đảm bảo tham gia giao thông theo quy định. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình không có nhân sự đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện cho công tác kiểm định phương tiện xe cơ giới theo quy định. Ngày 12 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan nghiên cứu điều động biệt phái 4 đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất 1 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao có đủ điều kiện theo quy định, hỗ trợ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình thực hiện vận hành một dây chuyền kiểm định để đáp ứng nhu cầu kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận. Một đăng kiểm viên bậc cao sẽ đảm nhận chức vụ lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân năm 2023, từ ngày 15 tháng 1 tức ngày 24 tháng 12 âm lịch đến 17 giờ ngày 27 tháng 1 tức ngày 6 tháng 1 năm 2023 âm lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình cấm các loại phương tiện vận chuyển vật liệu di dời như đất, đá, sỏi, cát đi trên tuyến đường nội thành thành phố Hòa Bình, trong đó khu vực bờ phải sông Đà gồm các tuyến đường Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo, Tri Lăng, An Dương Vương, khu vực bờ trái sông Đà gồm các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Thịnh Lang, Lê Thánh Tông, Hữu Nghị, Hòa Bình, Hoàng Văn Thụ, Phùng Hưng, Trần Quý Cáp, Trương Hán Siêu và đường quốc lộ 6 đoạn qua trung tâm phường Kỳ Sơn. Đối với các cơ quan đơn vị cần thiết phải vận chuyển vật liệu di rời trong thời gian trên, yêu cầu toàn bộ vật liệu phải đóng trong bao tải kín, lốp xe phải đảm bảo sạch, không gây ô nhiễm môi trường và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố. Theo ghi nhận tại một số tuyến đường giao thông trục chính ở thành phố Hòa Bình, không có tình trạng phương tiện vận chuyển vật liệu di rời như đất đá sỏi cát. Nhiều tuyến đường khu dân cư, khu vực công cộng trên địa bàn thành phố đã được trang hoàng cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, thảm hoa và cây cảnh. Thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, ngày 15 tháng 1, Công đoàn Bộ Tài chính phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Đà Bắc đi thăm tặng 300 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Trung Thành Đoàn Kết, Yên Hòa, huyện Đà Bắc. Mỗi suất quà trị giá trên 500.000 đồng, bao gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm, gạo nếp, đậu xanh, bánh kẹo, chè, dầu ăn, nước mắm và miến xong. Đây là hoạt động thường niên của Công đoàn Bộ Tài chính mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, giúp người dân vùng khó khăn đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm.
Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Hòa Bình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Lạc Thủy tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp phục vụ vụ chiêm xuân 2023. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân ngày càng tăng cao. Việc sản xuất, kinh doanh và vận chuyển các mặt hàng thực phẩm cũng tăng lên trong thời gian này. Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đang được lực lượng chức năng tăng cường. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Hộ gia đình chị Hoàng Bích Hậu có hơn 30 năm kinh nghiệm làm giò chả. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, gia đình chị Hậu luôn quan tâm và đặt yếu tố sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu và tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất chế biến thực phẩm. Chị Hậu cho biết các nguyên liệu sử dụng trong sản xuất chế biến đều được lựa chọn kỹ từ khâu sơ chế chế biến đến khi đóng gói sản phẩm. Mỗi năm, cơ sở của chị Hậu cung cấp ra thị trường khoảng hơn 1 tấn các loại sản phẩm giò chả trong dịp Tết Nguyên đán. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong cái dịp phục vụ bà con trong cái dịp Tết Nguyên đán như này thì cơ sở chúng tôi đã có đi khám sức khỏe cho nhân viên và có tập huấn để làm đúng theo quy trình, đảm bảo vệ sinh cho đến tận tay người tiêu dùng, có đầy đủ giấy tờ của chính quyền địa phương yêu cầu và để mình thực hiện đầy đủ cam kết để cho hàng tiêu dùng cho sạch sẽ, để cho đến tay người tiêu dùng đảm bảo an toàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 1.160 cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm, trong đó sản xuất chế biến là 121 cơ sở, dịch vụ ăn uống 105 cơ sở, kinh doanh có hơn 5.400 cơ sở. Phần lớn các cơ sở có quy mô nhỏ lẻ, cá thể hộ gia đình, nguồn cung cấp đa dạng phong phú. Nhằm tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân năm 2023, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thành phố Hòa Bình là một trong những địa phương có lượng tiêu thụ lớn nhất của tỉnh, vì vậy công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm chú trọng. Thành phố Hòa Bình đã thành lập 21 đoàn kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân năm 2023. Tính đến ngày 11 tháng 1, đoàn đã tiến hành kiểm tra 176 cơ sở, trong đó thành phố 89 cơ sở, phường xã 78 cơ sở. Đoàn đã tiến hành xử lý 3 cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 6 triệu đồng. Tết Nguyên đán này thì mình muốn chọn cái thực phẩm tốt, cửa hàng rất ra bây giờ nhiều cửa hàng thì mình muốn chọn cái cửa hàng nó uy tín và chất lượng, thì mình đến mình người tiêu dùng muốn thật ra là muốn cho chất lượng tiêu dùng nó bảo đảm thì mình muốn mua cái sự đến cửa hàng nào uy tín nhất thì mình mới đến đấy thì mình mua về sử dụng. Thì gia đình nhà mình muốn mua cái là số lượng kiểu nó cửa hàng nó chọn có uy tín nhất thì mình mua về gia đình mình dùng ăn ngay Tết Nguyên đán này đấy. Qua kiểm tra một số các cơ sở thực phẩm hiện nay thì các cơ sở chúng ta chấp hành các cái đảm bảo về công tác an toàn thực phẩm là khá đảm bảo, và chúng tôi chưa phát hiện ra được các cái cơ sở có các cái hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Đối với đoàn liên ngành chúng tôi cũng đã có những cái kiến nghị tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát trong cái dịp Tết cũng như là lễ hội để đảm bảo cho người dân có một cái Tết vui vẻ, mạnh khỏe và không để các cái trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Nhờ quyết liệt thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên đến thời điểm này, tình hình thị trường giá cả đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh ổn định, chất lượng hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, mỗi người dân nên trở thành người tiêu dùng thông thái, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã hết hạn sử dụng, mốc hỏng, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình, để mọi người, mọi nhà có một cái Tết an toàn, ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, quản lý thị trường vật tư nông nghiệp có vai trò quan trọng nhằm phát triển nông nghiệp bền vững. Thời gian qua, huyện Lạc Thủy đã thực hiện các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ trang bị các kiến thức pháp luật cho người kinh doanh, người sử dụng và chủ động thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, hạn chế tối đa tình trạng gian lận thương mại, bảo vệ sản xuất và quyền lợi người tiêu dùng,
góp phần thực hiện thắng lợi sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hộ gia đình chị Quách Thị Tám ở thôn Não Nội, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp từ nhiều năm nay. Theo chị Tám, việc lựa chọn phân bón thuốc bảo vệ thực vật rất cần thiết, quyết định đến năng suất sản lượng của cây trồng nhằm giúp cho cây trồng phát triển ổn định, mang lại giá trị kinh tế cao. Nên chị Tám rất quan tâm, chú trọng lựa chọn các loại giống phân bón thuốc bảo vệ thực vật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nông nghiệp có uy tín trên địa bàn huyện. Trên mỗi sản phẩm đều có tên công ty sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn, hạn sử dụng rõ ràng. Qua đó giúp chị Tám chăm sóc cây trồng phù hợp, phòng chống dịch bệnh gây hại trên cây trồng. Với lại các tác thuốc ốc, với lại thuốc bảo vệ thực vật thì nói chung là tôi, gia đình tôi thì hay mua ở những cái cửa hàng mà có uy tín. Từ khi mà tôi sử dụng giống với lại thuốc bảo vệ thực vật với phân bón có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì nói chung về năng suất lúa của nhà tôi thì cũng hầu như là đạt từ 3 tạ đến 5 tạ trên 1 hectare. Còn lại đối với lại cây ngô thì khoảng 60 cho đến 62 tạ trên 1 hectare. Hiện nay Lạc Thủy có 44 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng vật tư nông nghiệp đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Trong quá trình kiểm tra, thực tế cho thấy phần lớn các cơ sở kinh doanh được kiểm tra đã cơ bản thực hiện theo quy định của nhà nước về điều kiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo vệ sinh môi trường, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, thực hiện các quy định về niêm yết giá và công bố chất lượng hàng hóa. Cửa hàng tôi là luôn luôn là thực hiện đúng các quy định của nhà nước cũng như là các cơ quan quản lý về chuyên môn ở trên địa bàn và luôn nhập những cái mặt hàng giống lúa, ngô và phân bón cũng như thuốc bảo vệ thực vật của các công ty có tiếng lâu năm, có nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn rõ ràng để về cung ứng cho bà con nông dân trên địa bàn huyện để đảm bảo cho bà con là được sử dụng các mặt hàng đúng chất lượng cũng như là giá tiền mà mình bỏ ra. Và trong cái thời gian tới thì để phục vụ tốt cho cái sản xuất vụ đông xuân thì cũng đề nghị là các địa phương đã phối hợp, tiếp tục phối hợp tốt với lại cơ quan chuyên môn cũng như là các cái ban ngành chức năng liên quan ở huyện để phối hợp tốt để thanh tra kiểm tra cái việc mà kinh doanh sử dụng và buôn bán và sử dụng cái vật tư nông nghiệp phục vụ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp và kiên quyết xử lý nghiêm các cái trường hợp mà vi phạm, kể cả trong cái việc mà sử dụng cái vật tư nông nghiệp, đặc biệt là quan tâm đến cái hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng nhập lậu. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường vật tư nông nghiệp, song về phía người nông dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người sản xuất đối với sản phẩm. Đặc biệt không lựa chọn mua các loại vật tư được quảng cáo có hiệu lực nhanh, giá rẻ, vật tư mới, được quảng cáo khuyến mại quá nhiều nhưng không có trong danh mục hướng dẫn của cơ quan chuyên môn mà trực tiếp là cán bộ khuyến nông địa phương, nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về kinh tế. Xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế. Sau gần 3 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2023 sẽ được tổ chức trực tiếp bắt đầu từ ngày 16 tháng 1. Nguyên thủ các quốc gia, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính và văn hóa cũng như các nhà từ thiện đến từ 130 quốc gia sẽ tham dự diễn đàn diễn ra ở thành phố Davos của Thụy Sĩ. Chủ đề của diễn đàn năm nay là hợp tác trong một thế giới bị phân mảnh. Những người tham gia sẽ tìm cách giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội quan trọng cần được ưu tiên hàng đầu. Diễn đàn Davos diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 1. Quân đội Nepal vừa cho biết ít nhất 68 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chở khách của hãng hàng không Yeti Airlines gần một điểm du lịch nổi tiếng dưới chân dãy Himalaya. Nhiều khả năng không còn ai sống sót trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất ở Nepal trong 30 năm qua. Giới chức hàng không Nepal cho biết chiếc máy bay mang số hiệu ATR-72 chở 72 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã bị rơi vào sáng ngày 15 tháng 1, theo giờ địa phương, khi đang trên đường từ thủ đô Kathmandu đến Pokhara ở miền trung Nepal.
Người phát ngôn của quân đội Nepal cho biết họ chưa thấy dấu hiệu của bất kỳ ai còn sống sót trong số 72 người trên máy bay. Máy bay được cho là đã rơi xuống một hẻm núi cách sân bay Pokhara khoảng 3 km, khiến hoạt động tìm kiếm và cứu nạn càng trở nên khó khăn hơn. Lực lượng cứu hộ đã phải dừng hoạt động tìm kiếm và tiếp tục trong ngày 16 tháng 1. Các quan chức hàng không cho biết 15 công dân nước ngoài, trong đó có Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc, nằm trong số hành khách trên chuyến bay. Trong một diễn biến liên quan, lực lượng cứu hộ Nepal đã tìm thấy các hộp đen chứa thiết bị ghi âm buồng lái và thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay. Các hộp đen hiện trong tình trạng tốt. Hộp đen có thể giúp các nhà điều tra xác định nguyên nhân gây ra thảm họa trên. Peru vừa gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày tại thủ đô Lima và các khu vực khác. Động thái này diễn ra sau khi các cuộc biểu tình phản đối chính phủ kéo dài nhiều tuần tại quốc gia này đã khiến 49 người thiệt mạng. Tình trạng khẩn cấp được gia hạn tại một số khu vực bao gồm cả khu vực phía nam Cusco bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1. Trước đó, chính phủ Peru lần đầu tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng vào giữa tháng 12. Tháng trước, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Peru sau khi cựu Tổng thống Pedro Castillo bị bắt giữ với cáo buộc vi phạm hiến pháp của nước này. Người biểu tình đã chặn nhiều tuyến đường chính và đụng độ với lực lượng an ninh, khiến 49 người thiệt mạng và hơn 1.100 người bị thương. Trong một nỗ lực xoa dịu tình trạng bất ổn này, Tổng thống Dina Boluarte đã đề xuất rời các cuộc bầu cử Tổng thống và tổng tuyển cử sang tháng 4 năm 2024 thay vì vào năm 2026. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy tình trạng bất ổn sẽ lắng xuống trong bối cảnh những người biểu tình đang yêu cầu Tổng thống Boluarte từ chức và trả tự do cho cựu Tổng thống Pedro Castillo. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa công bố báo cáo, trong đó cảnh báo tình trạng phân mảnh nghiêm trọng của nền kinh tế toàn cầu sau nhiều thập niên thúc đẩy hội nhập có thể làm thiệt hại kinh tế toàn cầu lên tới 7% GDP. IMF cho biết ngay cả khi tình trạng phân mảnh diễn ra ở mức độ hạn chế cũng có thể làm giảm 0,2 GDP toàn cầu. Tuy nhiên, IMF lưu ý rằng cần thêm thời gian để đánh giá thiệt hại ước tính đối với hệ thống tiền tệ quốc tế và mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu. Theo báo cáo trên, kinh tế thế giới đã chứng kiến dòng chảy hàng hóa và dòng vốn toàn cầu chậm lại sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 và các biện pháp hạn chế thương mại gia tăng trong những năm tiếp theo. Đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột tại Ukraine là những thách thức tiếp theo đối với các mối quan hệ quốc tế, làm gia tăng sự hoài nghi về những lợi ích của toàn cầu hóa. Cũng theo IMF, các biện pháp hạn chế đi lại xuyên biên giới sẽ khiến nhiều quốc gia mất đi một lực lượng lao động nước ngoài có tay nghề cao và làm giảm kiều hối. Cuối tuần qua, 190 người đam mê diều từ 69 quốc gia đã tập trung tại thành phố Vadodara của Ấn Độ để tham dự lễ hội diều quốc tế. Đây là một trong những lễ hội quan trọng đầu năm của Ấn Độ. Sự kiện chứng kiến hàng trăm cánh diều đầy màu sắc trên bầu trời và đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân ở Ấn Độ. Lễ hội diễn ra hàng năm từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 1. Những đội diều đến từ Australia, Canada, Pháp, Đức và Ai Cập nằm trong số những người tham gia. Chủ đề lễ hội năm nay dựa trên chủ đề đã được nước chủ tịch G20 của Ấn Độ thông qua là một trái đất, một gia đình, một tương lai. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem lại chương trình trên trang website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Kính chào, tạm biệt.